Có sao quay ngang chi vậy? Lấy cái lon thịt con nó xanh thịt cho nó rõ. Cái này con này 3,9 nè, 3,9 có 110 mấy ngàn, 110 ngàn. Con liền 4 ký mà tới 138 ngàn. 3,9 là đủ, có 3,5. Hả? Cái này hả? Cây gì đâu mà. Ồ, anh bắn cái cây này nó không có ngay cây rồi. Cây đinh bên đây nè, nó lòi ra bên đây rồi. Vậy hả? Không phải đâu. Để trong cái này có không? Kìa kìa phải không? Cháy sạch à? Rồi. Nè. Rồi rồi đó. Bên chỗ nối sao thấy cong cong, bên khúc nối thấy cong cong. Người nè biết cong nữa lại nghe mặt hàng nếu mà anh mà đau mới khốn. Để cái máy cho nó ngay, em ơi đừng cầm lên. Bánh khó mà đám. Khó rồi, vậy mình nút sắt kìa, trời mất mấy cái mất.
Đã nói là bắn sai cây đó. Nãy không chống cái chỗ này cho nó ấy lên nó hơn. Cả đây nha, cả đây lên cục nó nữa đi. Trời ơi, lên cục đó cho nó cao chứ. Làm cho nó ngang cái nền hả? Một cục đó, bên ngoài cột đi chim mới cột lại là ở ngoài đó, là ở ngoài cột. Mình dân thơ dân xây chim mà cột thôi. Đo cho kỹ một chút nó cục. Thang gì mục mục kìa. Tới không? Đem cái chị năm nó được. Thế mặt tiền này đo chưa? Hả?
Mặt tiền này nè, đo chưa? Đo chưa, cửa chưa? Nó sẵn nó xây rồi, cho nó xây dùng luôn. Xây mặt tiền nỉ. Ồ, pinet quá. Con gạch chắc đi cột đó. Chết rồi, còn hai thằng rồi. Còn hai thằng rồi. Quá trời luôn. Nó thở quay phim này mỏi tay. Tắt đi. Tắt nút nào. Dạ, thì Cường xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa thứ bảy thứ nhật tới giờ đó, thì Cường cũng đã khởi công cái ngôi nhà đó là cha mẹ Cường. Thì hồi bữa chủ nhật thì cũng lợp được cái máy bà con các bác. Thì phía mặt tiền mình cũng xây được một phút rồi. Hàng ba thì mình cũng mới vừa xây xong rồi. Này dựng còn mấy ngày mưa quá bà con các bác ơi. Sáng xây trời mưa nước linh láng hết trơn đó bà con các bác, thấy lộ không? Coi cái sân là nó ngập luôn. Cái sân nó động dũng á. Thì bữa nay bữa chiều thì Cường cũng tranh thủ đi làm cho công ty đó, cũng nhân thời gian qua làm ở khúc sau. Dạ. Con bác nhìn thấy ngon lành không? À, hôm qua chủ nhật là Cường bắn được cái vách luôn nha bà con bác. Ở phía trên đó bà con bác nhìn làm thấy là chắc chắn nha. Nãy giờ thì Cường cũng đang hàn cái vách đoạn cuối cái mái nhà đó. To nữa không? Cây này nó cũng hơi thưa tí thôi con bác. Gió nó cũng vũ. Hồi nữa Cường mua cây sắt bổ sung thêm.